cả nước đang bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, cũng là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước cho đến nay. Cùng với đó, hoạt động tiêm chủng mở rộng cũng đang duy trì thường xuyên. Vậy mà có rất nhiều xã ở vùng sâu vùng xa vẫn còn thiếu thiết bị dự trữ, bảo quản vaccine, ảnh hưởng đến chất lượng vaccine và tiến độ tiêm chủng. Những phích đá đựng vaccine sơ sài được xách trên quãng đường xa dưới trời nắng gay gắt là hình ảnh thường thấy ở nhiều xã vùng sâu vùng xa khó khăn của nước ta. Vaccine là một sinh phẩm y tế đặc biệt, nhiệt độ luôn phải đảm bảo từ 2 đến 8 độ C. Việc thiếu thiết bị bảo quản có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng vaccine. Họ mang những cái phích đi lên đến nơi thì có khi cái nhiệt độ không đảm bảo. Hoặc là tiêm được cho một cháu thì những cháu khác đến muộn thì lại cũng không đảm bảo. Bởi vì lượng đá của chúng ta có hạn. Mà thời gian đi lại có những cái vùng đi qua những cái hồ là phải tới 5 tiếng, 6 tiếng. Thì thời gian đấy là các cái đá để bảo quản lạnh của chúng ta đã khó rồi. Sáng nay, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã được nhận viện trợ 3 xe vận chuyển vaccine và 81 tủ bảo quản vaccine hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn. 3 xe vận chuyển này được phân bổ về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh, còn 81 tủ lạnh bảo quản được chuyển về 81 xã khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, nhu cầu về tiêm chủng vaccine COVID-19 rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố. Việc tài trợ xe vận chuyển vaccine và tủ bảo quản vaccine sẽ giúp xây dựng và duy trì hệ thống vận chuyển, bảo quản vaccine từ tuyến trung ương đến tận các xã, phường trên cả nước một cách hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời. Hiện nay chúng ta đang triển khai cái chương trình tiêm chủng vaccine COVID, một cái chiến dịch lớn trên phạm vi cả nước với cái số lượng đối tượng tiêm rất là nhiều và số lượng vaccine cũng rất là nhiều. Do vậy, việc chúng tôi được hỗ trợ của tập đoàn Vingroup để nhận những cái xe tải lạnh vận chuyển vaccine là hết sức quan trọng và cần thiết để chúng tôi có thể đảm bảo vận chuyển được cái vaccine đến tận tất cả các điểm tiêm trên phạm vi cả nước và đạt những cái yêu cầu khắt khe về bảo quản cũng như là vận chuyển. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đối với các xã đã nhận tủ bảo quản vaccine, hầu hết đều được các cán bộ trạm y tế xã đánh giá tủ hoạt động ổn định, thiết kế gọn nhẹ, nhiều tính năng an toàn như cảm biến nhiệt độ, có màn hình hiển thị thông tin, giữ nhiệt khi mất điện. Đối với 3 xe vận chuyển vaccine đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của việc lưu trữ, vận chuyển và đảm bảo chất lượng vaccine nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng.